Oh. Sir? Hello. 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 Nothing good gonna come from that gun. Trust me. Hello. Hello. Nghe gì không? Nghe thấy không? Nghe rồi. Có. Nghe được rồi. Cùng cho một câu là nghe được mà. Thế à? Chỉnh 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 sang cái ấy. Chỉnh sang cái gì? Chỉnh cái câu cái online option này. Cái câu only thôi. Để đi làm nhiệm vụ à? Mua đạn đặt sốt rồi nhiều lắm. Don't think you've been in here before, have you? Chắc giờ này có một bình à đây vẫn có bọn khác đây đúng không? These are good deals. Come back anytime. Súng đắt thế này. Giờ có mỗi 8 đô. Có mỗi 8 đô. Well, look who's back. All right, come back when you're ready. Hell, that was quick. What a deal. What a deal. You ain't gonna find better out there. Mua đạn thôi, trả đủ tiền nâng cấp gì cả. Được bao nhiêu đó? Chưa được 100, mới được có bảy mấy nghìn. Bảy mấy. Sometimes this star weighs too heavy. 8 đô á? Phải đi làm, mấy cái nhiệm vụ này. Chọn cái đây. Thế mà cái này. What's the matter with you? Vẫn làm đi cái mấy cái này con làm hai người này. Rồi hút chết cái đồ thì ngã vỡ mặt hold it right there. Are
Are you here? Hai thằng vào luôn là hay đấy. Because I've got more than enough trouble, my friend. So, if you intend on annoying, chơi vui thôi, mấy ông chắc là nó reset hết đúng không? Bao giờ beta mới, đây là beta, open beta. Nhưng mà có lịch trình chưa? Được, chả biết, chưa đến nghe. Không biết bao giờ beta chắc chứ. This whole county is not too keen on civilization. But they will be. If I have to string 9 out of 10 up, the 10th who remain will live calm and peaceful lives. Calm, peaceful lives. And their main form of entertainment is public executions. So be it. I am not a man to be annoyed by the unjust and the uncivilized. Again, for the record, am I being clear? Good. Now, if you're looking to help out a poor town teetering on the abyss, I'm always looking for guns to help out. In fact, let me see. Right now, there's some wagons outside need escorting through some dangerous country. Decent fellas. I wish the world were different, but until we make it so, it won't be. Good day to you. Cutting trails, tracking deer. All the wisdom a man needs. Feels like I've been riding for a week straight. Well, okay then. Come on, you! Hoping to do some hunting later. Been eating nothing but stale cornbread. Rather be out on the trail than forded in somewhere. Always best to travel at first, but less road agents allow. Ai biết được bao nhiêu người? 4 người thôi, mắc 4 người. Rủ thêm được 2 ông nữa thì tin luôn. Đây là không có mặt nạ nhỉ, mất mặt nạ. We play him smart, we can take him. No more chances! You're dead! I'm gonna put you down! You have your chance, now you're dead! Holy hell! Son of a bitch! Can't believe my luck. Good Lord, what's happening?
Why, thank you. Holy hell! Oh, yeah. Come on, let's go! Đồ kinh nghiệm 0,02 vàng. Thì thằng có ngựa xịn chết à. Nhau ấy. Hay à, hay à. Giết được, giết được lút đồ. Để thận chết ấy. Và không đúng như chơi offline rồi. Đồ quá không? Đắp đi, đắp đi. Wow.
kia như là chùm thế nào đó. Các bạn lấy đó. Ui chết rồi. Anh ngã từ đấy mà nó chết luôn. À phát chết luôn. Chết rồi á. Anh xin đến mỏng đá thôi. Đến mét rồi chết. Bao rồi chưa? We got big plans for you, mister. Này ở phần sau đúng không? Chụp mắt anh thế. Ở cái vùng này là cái vùng phần sau đấy. Đúng không?
Có gì không bé? Không biết đồng tiền vàng. Xem vào có cái hòa, cái tăng ấy. Con cái gì không? Có gì đâu. Thế thì ghét ai? Thế này ghét ai? Không biết được có con ngựa như vậy, trắng ấy, đi bắt. Chắc không có ấy, có ấy, bọn nó đã cưỡi nhau rồi. Ừ. Biết cái kho báu chắc là không có, đi đào vàng rồi đó. À. Vàng lại thiếu đắt luôn. Trời mai bảo nó không phải lấy vàng. Dân giàu nó toàn dùng cái thằng đấy, mua thằng đồ đeo thờ cao à. Thì muốn mua chẳng mua được, em đang chơi bằng cái đấy châu Á mà. Chạy bộ nhanh hơn. Ôi, chết. Đi lao vực luôn. Để chúng bơi chứ. Câu cá rồi mà. Cần chơi đi. Không có khung tên nhỉ. Phải mua. Tên nó đắt hết. Anh như level 12 mới mua được. Mình thấy còn dài. Mấy thằng chơi chỉ vì level 17 nữa. If I don't want to waste my time on one of the underlings, where's your boss? Bắt cóc. Bắt cóc. All right then. You know my profession, don't you? Bounty hunting. That's what I do. Only now, for the most part, I get others to do it for me. Fellow's name is Pleasant Good. You heard me. Pleasant Good. But he is neither of those things. Should find him on a coach through Gaptooth Ridge. Tie him up and bring him in. What's all your mystery? Yeah.
té nhựa cho nó tốn. Ngựa phùi quá, chạy. Khi chạy tiếp sức, ngựa hồi dậy nhảy sang chạy. Tụi này bắn được lẫn nhau ấy. Đồng đội bắn nhau được. Bắn có chết không? Chết chứ, nhưng mà tắt chế độ ấy rồi. Tắt cái friendly fire rồi, bật friendly fire lên là bắn nhau. Đỏ chấm đỏ đến kìa. Các thú hết sức rồi à? Con ngựa kia đâu ạ? Xong rồi. Nó đang di chuyển. Đấy, nó di chuyển. Thôi, không. Nó cứ nhảy lên rưỡi đi, cứ trèo lên rưỡi đi. Cứ trèo lên rưỡi đi. Chạy xong xong rồi nhảy sang được. Cứ chạy bên cạnh ấy, nhảy sang. Nhanh hết stamina của tôi. Bỏ tiền ra mua đấy. Không bán được không? Chỗ xuống ngựa nó bán mấy cái tăng lực không ngựa. Ngựa thì đắt lắm, không thể mua đâu. Đi nhanh thế nhỉ? Nó vòng lại. Ôi giời, 9 giờ rồi, 9. Sắp tới chưa? Để on 2. Một đoạn nữa. Nó đang vòng lại hay sao ấy? Nó đang vòng lại. Thôi mua cái tăng lực nữa. Vòng lại. Bật mắt lên xem. 6 phút rồi.
Alright, cut there. I ain't got the time nor the patience. You lost your mind. Please don't, please. What about that? What about that? Mày nó chỉ cho bắt cả hai thằng, không lại bốn thằng là thua. Oh God, I need help. Cái gì vậy? Ủa. Cái gì nó chưa kéo đến rồi, kéo nhanh nhá. Bắt cóc tống tiền. Trả đi bao nhiêu? $5. Chấn nào mua thuốc này. À đây này, gần đây này. Mà đấy mua sắm rồi. Ăn đã hết máu. Làm những vụ to, làm những vụ to mới lại được nổi tiếng. Nếu mà hình có hình cái cân gì à? Đấy, hình cái cân vòng vàng. Càng lên level cao thì càng nhiều tiền. Ah.
Anyway, how do you do? What shitty Sheriff Freeman said to Dorothy last week? Hey there, partner. Shit, what's this town coming to? Còn tới lưng này, không tới mua à? Thank you.